quan truyền thông chính thống nhà nước Cuba đưa tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba PCC đã nhất trí bầu đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez giữ chức vụ bí thư thứ nhất của PCC. Theo đó, trong ngày làm việc cuối cùng của đại hội lần thứ 8 của PCC, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được bầu giữ chức bí thư thứ nhất của PCC. Cũng trong ngày làm việc này, đại hội cũng công bố ban chấp hành trung ương mới, bộ chính trị và ban bí thư của PCC. Việc chủ tịch Díaz-Canel đắc cử chức bí thư thứ nhất PCC cũng mở ra một giai đoạn mới cho PCC sau giai đoạn lãnh đạo của cố chủ tịch Fidel Castro và em trai Raúl Castro. Trước đó, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba PCC đã nhất trí thông qua 5 văn kiện, trong đó bao gồm báo cáo chính trị đại hội do bí thư thứ nhất của PCC, đại tướng Roma Castro, trình bày trong phiên khai mạc ngày 16 tháng 4 vừa qua.